Giết heo tinh, heo năm móng ba giò, quả báo thảm khốc, chuyện nhân quả có thật ở miền Tây. Cũng như những du khách khác, khi vào chùa Mã Tộc, còn gọi là chùa Dơi, ngôi chùa nổi tiếng bậc nhất miền Tây, tôi hòa mình vào dòng người, đi thẳng ra vườn cây cổ thụ trong khuôn viên chùa để xem đàn dơi. Phải công nhận, khu vườn dơi vô cùng kỳ thú, với hàng ngàn con dơi khổng lồ treo lủng lẳng kín ngọn cây. Mặt gió thổi khiến cây cối ngã nghiêng, mặt tiếng người cười nói rộn rãng bên dưới. Đàn dơi vẫn ngủ ngon lành, lấy sức sau một đêm miệt mài kiếm ăn. Ngôi chùa này là ngôi nhà an toàn nhất của chúng. Sau khi thăm thú đàn dơi, tôi ngồi nghỉ ở trái chính điện ngôi chùa. Trên bậc thềm, một người đàn bà ăn mặc thời trang và một người đàn ông đang xì xụp chuẩn bị mâm lễ rất lớn, gom đủ tiền vàng, gà luộc ngậm hoa, đặc biệt một con lợn vàng mã to như thật. Xưa nay tôi chỉ thấy người đời làm vàng mã hình nhân, ngựa, rồng, xe cộ, máy bay, tên lửa, chứ chưa từng thấy làm vàng mã bằng lợn. Tôi tò mò theo chân người đàn ông và người đàn bà này đi vòng ra phía sau chính điện chùa Mã Tộc. Họ đặt mâm lễ trước một ngôi mộ. Tôi thực sự bất ngờ khi sau chùa không phải là bảo tháp cất xá lỵ của các sư trụ trì như thường lệ, mà lại là những ngôi mộ được xây cất theo hàng lối, có cả bia. Kỳ cục hơn, trên mỗi bia mộ vẽ hình một chú lợn rất béo tốt, đẹp mắt, da trắng hồng. Có ngôi mộ ghi tên bà Hợi, ông Hợi, năm Hợi, phía dưới tên là tuổi tác, thời gian sinh tử. Khi người phụ nữ khấn vái xì xụp một hồi thì sai người đàn ông quá vàng. Tôi rảo bước đi theo để bắt chuyện tìm hiểu. Anh này cởi mở cho biết như sau: anh là em chồng của người đàn bà kia. Vợ chồng anh trai của anh vốn là chủ một lò mổ lớn nhất nhì thành phố Sóc Trăng. Mỗi ngày, lò mổ của vợ chồng anh ta quá kiếp vài chục chú lợn. Vợ chồng anh ta là người Kinh, từ Bắc di cư vào, lại vốn vô thần vô thánh nên chẳng quan tâm đến chuyện lợn năm móng hay ba giò như lời đồn mà đồng bào Khmer ở đây thường kể. Lò mổ của anh này có 7 thợ, mổ lợn từ 3 giờ sáng đến 5 giờ thì thịt đã ra thịt, xương đã ra xương, lòng ra lòng, để các lái buôn đến chở đi. Thông thường, anh ta cắt đặt công việc từ chiều hôm trước cho trưởng nhóm mổ. Nhóm thợ cứ tự động làm. 5 giờ sáng, vợ chồng anh ta mới phóng xe đến để kiểm soát đầu ra, phân phối cho các đại lý đến lấy hàng. Thế nhưng hôm đó, vợ chồng anh này đến mà chưa con lợn nào được mổ. Đám công nhân ngồi hút thuốc lào, uống nước chè, chờ vợ chồng ông chủ tới. Ông chủ lò mổ hỏi lý do, thì hai thợ mổ là người Khmer bảo rằng có hai con lợn đã thành tinh là do con người quá kiếp thành lợn nên không dám mổ. Hóa ra, trong đàn lợn chuẩn bị mổ, có hai con lợn mà đồng bào Khmer ở đây gọi là lợn năm móng và ba giò. Mấy thợ mổ người Kinh thì không hiểu gì, nhưng riêng hai thợ mổ người Khmer quê ở huyện Vĩnh Châu thì rất sợ hãi. Hai anh này còn đốt nhang cắm ngay cửa chuồng lợn, rồi khấn lấy khấn để. Nhìn cảnh ấy, đám thợ còn lại cũng hãi, không dám mổ lợn, thống nhất chờ ông bà chủ đến giải quyết. Giận, ông chủ lò mổ đã sai thợ mổ mang chày cho ông. Rồi ông kêu nhóm thợ kéo lần lượt hai con lợn mà thợ mổ của ông sợ hãi lên bàn mổ. Ông chủ này vốn là thợ mổ lâu năm nên mổ lợn rất thuần thục. Mặc cho người vợ can ngăn, ông dùng chày đập bóp một cái. Chú lợn há miệng quay đơ, tay trái nắm tay, tay phải chích nhẹ. Con dao bầu thấu cổ chú lợn,
máu xối ồ ạt ra chậu. Chú lợn thành tinh còn lại cũng chịu chung số phận. Để đám thợ không sợ hãi, ông trực tiếp cạo lông, rồi chỉ nhoáng nhoàng, thịt đã ra thịt, xương đã ra xương. Mổ xong, ông bảo, đây nhé, là lợn chứ không phải là người nhé. Đám thợ còn lại thấy dưới ông chủ thì chẳng sợ gì nữa. Riêng hai anh chàng người Khmer thì mặt mũi tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy như thể đang chứng kiến cảnh giết người, phân xác. Vụ mổ lợn sẽ chỉ bình thường như vô vàn lần mổ lợn khác nếu không có sự kiện khủng khiếp diễn ra với ông chủ này. Ngay sáng đó, sau khi chọc tiết hai con lợn, năm móng và ba giò, trên đường chở vợ về nhà, chiếc xe tải chạy ngược chiều đâm thẳng vào xe máy của vợ chồng anh ta, hất văng hai vợ chồng lên vỉa hè. Điều kỳ lạ là người vợ không hề say xác, nhưng ông chồng thì bất tỉnh, máu me dương dãi khắp nơi. Cũng ngay hôm đó, đám thợ bỏ việc hết, không dám làm việc ở lò mổ này nữa. Lò mổ đóng cửa từ đó. Ông chủ nằm viện suốt 2 năm trời, tiêu tốn bạc tỷ mới đi lại cà nhắc được. Chuyện xảy ra đã 7 năm, nhưng vợ chồng ông chủ lò mổ vẫn còn hãi hùng. Từ đó đến nay, cứ nhằm ngày rằm, bà vợ lại chuẩn bị lễ lạc, hương khói ở nghĩa địa lợn trong chùa Mã Tộc. Đã nhờ nhà chùa rước linh hồn hai chú lợn thành tinh mà chồng bà sát hại về ngôi chùa này để thờ cúng, khói hương, mong linh hồn hai chú lợn tha thứ. Nghe xong câu chuyện kinh hãi về ông chủ lò mổ bị lợn thành tinh báo oán, tôi vào chánh điện tìm gặp sư trụ trì. Tuy nhiên bữa đó, thượng tọa Kim Rene, trụ trì chùa Mã Tộc đi vắng, chỉ có sư phó Tú Linh ở chùa tiếp khách. Sư phó Tú Linh bảo rằng những chuyện đồn đại sợ hãi về những chú lợn năm móng ba giò có rất nhiều. Chuyện này bắt đầu bởi một quan niệm mang tính chất tâm linh của người Khmer về những con lợn quái thai. Người Khmer tin rằng những con lợn có 5 móng, 5 móng chân thay vì 4 móng như thông thường, hoặc 3 giò, 1 chân móng đen, 1 chân móng trắng gọi là lợn 3 giò, chính là cốt tinh của con người. Người ta đồn rằng nếu gia đình nào nuôi phải lợn này thì sẽ gặp chuyện lục đục chẳng lành, còn nếu giết lợn thì người giết lợn, thậm chí cả nhà người đó sẽ phải đền mạng. Nhà nào có lợn này, muốn bán cũng không ai mua, cho cũng không ai dám lấy, cứ phải nuôi tới khi nó chết thì đem đi mai táng cẩn thận, may ra mới thoát nạn. Sư phó Tú Linh kể, ngay tại ngôi chùa Mahatup cạnh chùa Mã Tộc, cách đây 10 năm, có một ông đang ngồi câu, thấy một con lợn vừa to vừa béo, thủng thẳng tiến lại gần. Chân con lợn này đeo một chiếc vòng bạc. Nhìn qua, ông này biết con lợn là loài quái thai 5 móng, được gia chủ cho chiếc vòng bạc rồi thả rông. Nó cứ lang thang xin ăn khắp nơi. Vốn vô thần vô thánh, lại đang lúc đói túng, ông ta liền dắt lợn về chọc tiết. Ăn không hết, ông ta đem bán ngoài chợ. Không ai biết đây là thịt lợn 5 móng, nhưng cứ như có ma, cả buổi chợ không ai tiến lại chỗ ông ta hỏi mua thịt lợn. Ngay đêm hôm đó, ông tự dưng bần thần, đôi mắt từ đờ đẫn chuyển sang dài dại rồi điên khùng luôn. Vợ chồng con cái sinh ra lục đục, đánh nhau cãi nhau chí chóe. Ông này điên khùng một thời gian thì lăn ra chết. Sau vụ ấy, người dân trong làng nhìn thấy lợn 5 móng hoặc 3 giò đi dọc đường là kính cẩn chắp tay hành lễ. Bà cụ là Phật tử quét dọn trong chùa Mã Tộc cũng kể lại một chuyện không kém phần kinh hoàng. Cách đây 7 năm, một ông chủ lò mổ chở đến chùa xác một con lợn vừa bị chọc tiết, máu vẫn chảy lòng ròng. Ông chủ lò mổ này cùng gia đình vừa khóc vừa lại,
mong nhà chùa hóa giải kiếp nạn vì lỡ mua và giết một con lợn năm móng. Số là đám thợ mổ của ông không để ý, đến khi chọc tiết làm lông xong mới nhìn đến móng chân nó và đếm thấy có năm móng chứ không phải bốn móng như thông thường. Nhà chùa lúc đó cũng làm lễ hóa giải. Anh này cũng xây mộ chôn lợn tử tế. Nhưng rồi anh ta cũng không thoát được sự báo oán của con lợn thành tinh này. Hiện anh ta đang bị tâm thần, suốt ngày lang thang ở thành phố Sóc Trăng. Còn vô vàn chuyện quan đường liên quan đến lợn năm móng ba giò báo oán hại người. Có thể những câu chuyện họ kể đều là thêu dệt, suy diễn. Nhưng có một thực tế mà ai cũng lấy làm lạ, đó là người Khmer dùng Sóc Trăng coi loài vật này như ma quỷ hiện hình. Thức ngon đặc chế. Trong một vùng nông thôn thuộc miền đông bộ Thái Lan, có một nông phu tên là A Bang. Bà vợ sinh được ba con, hai nam, một nữ. Thằng đầu tên Ô, 9 tuổi. Thằng kế tên Hồng, 7 tuổi. Và út gái tên Bạch, 5 tuổi. Hôm nọ, vợ chồng A Bang đến dự lễ nơi nhà một người bà con, bỏ ba đứa nhỏ ở nhà. Nơi chúng trụ là căn phòng bằng gỗ, xây theo kiểu Thái. Căn phòng có chất một đống rơm khô, ngoài ra còn có một cái máng xói hình chữ thập để khứ nước mưa và một hàng lu dùng đựng nước uống. Nhà ở các hộ nông dân nơi đây xây cách nhau rất xa, phân bổ rải rác trong điền viên. Hôm đó, căn phòng gỗ đột nhiên bốc cháy. Láng giềng ở xa chỉ nhìn thấy khói đen bốc cao, lửa vây kín nhà. Cả tòa nhà gỗ chẳng mấy chốc bị thiêu rụi. Ba đứa trẻ trong nhà do cổng khóa kín, không thể chạy đi đâu. Nghĩ rằng nước trị lửa, thằng U nó lần lượt bồng hai đứa em đem bỏ vào cái lu to đầy nước và đậy nắp lại. Sau đó nó cũng nhảy vào một cái lu khác để tránh lửa. Lúc láng giềng và nhân viên cứu lửa chạy đến thì cả tòa nhà gỗ và bốn đống rơm cũng cháy rụi, còn thiêu chết một con bò bị cột. Nhưng không thấy dấu vết trẻ con đâu. Mọi người đều cho rằng chúng đã chạy thoát cả rồi. Khi vợ chồng A Bang về, họ cũng hoảng loạn tìm con. Đến tối mò cũng không tìm ra được. Sáng hôm sau, một người bà con tên là Luân Bao cũng tới phụ tìm các trẻ. Giống như có biết trước, ông vội chạy đến lu nước, dỡ nắp ra thì kinh ngạc hét to. Vợ chồng A Bang nghe tiếng kêu, vội vàng chạy đến xem thì thấy thi thể của thằng U, đứa con trai đầu. Luân Bao lại mở tiếp cái lu kia thì lần lượt phát hiện ra xác của Hồng và Bạch. Lúc này hai vợ chồng quá đau lòng, ngã xuống ngất xỉu. Báo chí và đài truyền hình đều đăng tin thương tâm này. Lúc đó ký giả đài truyền hình phỏng vấn hỏi Luân Bao vì sao biết ba đứa trẻ chết ở trong lu. Luân Bao đáp: Đêm hôm lửa phát cháy, ông đang ngủ ở nhà, bỗng mơ thấy cảnh mọi người chạy đi tìm các cháu. Bỗng dưng thấy một lão già chưa từng quen biết, râu trắng dài tới ngực. Ông nói: bầy cá ở trong lu nước. Tỉnh dậy, ông thấy rất kỳ, bèn vội vàng chạy sang nhà A Bang, nhào tới dỡ lu xem tử. Không ngờ thi thể các bé ở trong đó. Nghe đến đây, A Bang hét to một tiếng rồi ngất xỉu trên đất. Khi được cấp cứu tỉnh lại, đôi mắt của ông vô hồn nhìn gây dại về xác ba đứa con và lẩm bẩm nói: Báo ứng, báo ứng mà. Mọi người đều chỉ ông thương tâm quá độ, thần trí mê muội, không dám hỏi gì. Theo tập tục ở nông thôn, hễ nhà nào có chuyện là mọi người đồng tâm hiệp lực phụ chôn cất con A Bang. Vợ chồng A Bang nội trong một ngày mất hết ba đứa con cưng, đành náo tạm một nơi khác. Tài sản tích chứa đều bị làm mồi cho ngọn lửa. Hai vợ chồng gặp phải gia biến thảm sầu. Họ thấm thía lý vô thường, buồn vui ly hợp ở dân gian
nên không chút do dự đồng xin xuất gia. Ai cũng hiểu và cảm thông cho họ, nhưng mọi người đều thắc mắc khi nghe A Bang luôn miệng nói rằng báo ứng, báo ứng. Ông vốn là một nông dân trung hậu cần lao, nhưng đã làm gì để bị trách tội nặng đến như thế? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Chỉ có A Vu, em vợ A Bang, là biết rõ. A Vu nói: Anh Bang sống luôn biết giữ hòa khí, nhiệt tâm giúp người. Anh chỉ có tính rất ưa ăn ngon và tự mình sáng chế món rau dồn cá. Chính A Vu nhiều lần phản đối kịch liệt món này. Thái Lan là xứ gạo cá, và mùa xuân mỗi lần gặp mưa giông là thời kỳ cá đẻ trứng. Mười mấy ngày sau, các con lớn bằng đầu đũa. A Bang ưa dùng vải mùng may thành vợt lùng bắt đám cá này. Ít thì có mười mấy con, nhiều thì hơn trăm mạng. Sau đó anh bỏ các con vào trong thùng nước. Lúc cần đấu thì chọn các cọng rau to lòng, cắt bỏ các đốt máu đi thành một ống trống suông. Sau đó đổ nước lạnh vào trong nồi, thả rau và các con vào, chụm lửa nhỏ riu riu. Do nước lạnh từ từ chuyển nhẹ nhẹ qua nóng, nên mới đầu đám cá còn hồn nhiên bơi tung tăng. Nước ấm dần đến tăng độ, cá nhỏ gặp lòng rau rỗng liền chui vào trong đó trốn nóng. Tận mắt chứng kiến cảnh lũ cá bị giết tàn nhẫn, chết thảm thương, nhưng vợ chồng A Bang chẳng mảy may động lòng trắc ẩn. Ngược lại còn tự hào đắc ý vì mình biết sáng tạo ra món ăn cực kỳ đặc biệt và ngon. Mỗi một khúc rau trống đều có một đám cá chui vào, đem ra trộn với gia vị thì ăn ngon cực kỳ, không gì sánh. Có lần A Bang làm ruộng, anh dùng lưới vớt hết bầy cá con. Đột nhiên có hai con cá lớn là cha mẹ của chúng nhảy lên bờ. Có thể là do nhìn thấy bầy con bị bắt đem đi, chúng bị thống khổ đến cực điểm mà nhảy lên tự sát để kháng nghị. A Bang lúc này nhân tính mê bụi, cho rằng khi không có được của bất ngờ, liền bắt luôn hai con cá đó đem về nhà nấu ăn. Con người quen tạo sát nghiệp ác độc là do lương tâm bị vùi lấp mê bụi. Chỉ khi nhìn thấy cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái mình chết mới kêu gào khóc lóc, hô thiên gọi địa đau đớn thảm sầu. Chẳng hề nghĩ đến loài vật cũng có nghĩa tình cha mẹ, anh em, phu thê, con cái. Cổ Thi nói: Trăm ngàn năm nay trong chén canh, oán sâu như biển, hận khó bình. Như này báo ứng nhân quả xoay chuyển đến khiến cho A Bang gánh phải niềm đau chôn con, nếm mùi khổ tự thân chứng kiến một bầy con bị chết cả. Sao không khiến cho anh ta thối tâm nản chí chứ? Một thi nhân thời cổ đại đã làm thơ ngăn sát như thế này: Ai bảo chúng sinh mệnh nhỏ nhoi, chỉ là xương thịt với da thôi, xin anh chớ bắt săn giết chúng, tình cảm chúng đâu có khác người. Nhân loại hàng ngày đều tự làm tăng thêm nghiệp sát quan trái. Khi chúng ta bệnh nằm tại y viện hay trên bàn mổ, ngay khi đó chúng ta có thể thầm tự vấn, có tự hỏi rằng cả đời mình đã từng ăn bao nhiêu con gà, bao nhiêu con vịt, bao nhiêu heo, bao nhiêu bò, bao nhiêu loài đã tán mạng vào bụng chúng ta chưa? Và hôm nay chính là ngày báo ứng đến. Người vào thăm bệnh cũng cần nên phản tỉnh như vậy. Nếu như nhân loại có thể tự vấn mình đến cùng, thì sẽ phát sinh tâm từ, tâm sám hối, và nghiệp sát tự nhiên sẽ giảm, cũng như những chứng bệnh oan nghiệt kỳ lạ sẽ dần tiêu tan. Tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên, những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình,
chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo, từng ly, từng tí. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay, đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tịnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn nương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút, thì di động của Tiểu Hồng liên tục reo vang, trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường, ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm, thậm chí khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi, hỏi. Giờ con đang xem gì đó? Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do, và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về buồn một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi. Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy? Tôi đáp. Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy, bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó, giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hàng ngày luôn có thức ngon. Cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng, do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh đó suốt đời phải bị nhốt trong lồng này. Con chim thời cổ đại, đời nay là mẹ của Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa, nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt như vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30, nhưng nàng vẫn không có tự do. Con bạch mã chính là cha của Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tính với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có làm một bài thơ chim họa mi như sau: trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông.
Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do, nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu, do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do. Thì đời nay, chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái, chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương, Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giá thì nói: nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát. Tu không nên độc tài. Một buổi chiều nọ, Hòa Thượng Diệu Pháp vừa mới an tọa, thì một vị tốc điểm mối tiêu tiến tới quỳ xuống. Chưa khai khẩu, đã tuôn lệ như mưa, khóc chẳng thành tiếng. Mọi người an ủi, ông mới dần dần bình tĩnh được chút, và bắt đầu hướng về Hòa Thượng, kể chuyện của mình, cầu xin chỉ dạy. Ông vừa buồn, vừa tự trách, giống như phát xuất nỗi niềm sám hối bi ai từ nội tâm, khiến cho người có mặt ở đó không ai là không rơi lệ. Ông kể, mình vừa bắt đầu hướng dẫn vợ và các con bước vào con đường học Phật, thì đã nhanh chóng dứt bỏ ăn mặn. Toàn bộ thời gian rảnh, ông đều dùng vào việc tụng kinh, hoằng pháp lời sinh, tu tập tinh tấn. Trước khi học Phật, ông có mua một đầu máy video hiện đại, chỉ xem qua có 4-5 cuốn phim thôi, đến nay đã 10 năm, chẳng hề đồng tới nữa. Riêng truyền hình, ngoại trừ nghe tin tức ra, các tiết mục văn nghệ khác, ông cũng chẳng để mắt tới. Việc học Phật đem lại cho toàn gia ông nhiều cái hay vô cùng. Có thể nói, gần 10 năm nay, trong gia đình chẳng phát sinh điều gì bất như ý. Điểm tuyệt nhất là cả nhà không hề vướng qua bệnh chi. Trong lúc cùng các bạn đạo bàn luận, ông thường nêu lên những cái hay về ăn chay, học Phật, lòng đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật. Năm ngoái, có một bác sĩ bảo ông: 10 năm nay anh không ăn thịt, nhất định là thiếu dinh dưỡng. Anh tự cho mình là không bệnh, thì thấy như không có bệnh. Nhưng nếu anh đi bệnh viện mà kiểm tra máu á, mà không có vấn đề gì, thì chúng tôi á, sẽ niệm Phật ăn chay theo anh. Dưới sự cổ vũ của bạn đồng tu, ông bèn làm cuộc kiểm tra. Lúc bấy giờ, lấy phiếu xét nghiệm, ông hỏi nhân viên: xét nghiệm máu tôi có vấn đề gì không? Có, năm nay ông tuổi gần 60, mà máu huyết lại giống như người 20-30 tuổi, vậy là không bình thường. Mới đầu, ông hơi ngẩn ngơ một chút. Sau đó bật cười. Khi đem kết quả tới cho mọi người xem, ông bảo: nếu xét theo tiêu chuẩn người ăn mặn, thì máu tôi đương nhiên là bất thường. Nhưng tình trạng máu huyết giống thanh niên không phải là chuyện tốt hay sao? Bởi vậy suốt 10 năm nay tôi không động đến rượu thịt, thuốc hút, nên máu tôi đã được thanh lọc, tịnh quá. Tiêu chuẩn này có thể nói là không giống phần đông người bình thường. Chúng ta ăn chay, tức là đang tịnh quá máu huyết mình, là phản lão hoàn đồng, là trở về với mộc mạc chân thực, khiến cuộc sống hôm nay thân ít bệnh, hoặc không bệnh khổ, khiến kiếp nhân sinh hữu hạn lại càng thêm tốt đẹp. Nói đến đây, đột nhiên ông trầm tư một chút,
mắt lại tuôn lệ. Ông sụt sịt kể, nửa tháng trước tai họa đã giáng vào gia đình ông. Đứa con gái ông cưng yêu nhất bỗng dưng liên tục hai ngày ăn gì đều ói, đi bệnh viện khám họ nói là nó bị ung thư bao tử, nhưng không thể phẫu thuật vì bệnh đã phát tán trầm trọng. Bác sĩ nói sau này bệnh sẽ ngày càng chuyển ác, thời gian sống tối đa chỉ còn nửa tháng. Gia đình ông nghe tin này giống như bị đấm vào đầu, ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, chẳng biết làm sao. Bác sĩ nói, con gái ông bệnh là do cơ thể thu nạp ít mà làm quá sức, do lao lực, tích lũy lâu ngày thành bệnh nan y. Ông tỏ vẻ nghi ngờ, nói. Dạ, thưa sư phụ, chẳng phải trong kinh Địa Tạng từng giảng, lễ bái tượng Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, sẽ được các thiện báo như gia trạch vĩnh an, kéo dài tuổi thọ, tật dịch chẳng đến. Nhưng vì sao nhiều năm nay con tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác, mà hiện tại lại bị đại nạn ập xuống như vậy? Bà nhà con nói, nếu như không học Phật thì chẳng đến nỗi con gái phải bệnh nặng như vậy. Vậy thì con e rằng, thân thích bạn bè vốn không tin Phật sẽ càng dèm pha chê trách, thậm chí còn làm lung lay tín ngưỡng của con. Xin hỏi sư phụ, con đã trồng nhân gì mà bị ác báo vậy? Hòa thượng ngồi xếp bằng trên tràng kỹ, đôi mắt hết nhẹ như đang lắng nghe, thấy cư sĩ hỏi, ngài từ tốn đáp. Lời Phật là chân ngữ, thật ngữ, không gian dối, quyết chẳng gạt lừa người. Nhưng vì sao nhà ông gặp đại nạn như thế? Đây phải tự hỏi bản thân mình một chút. Như ông vừa nói, ngoài nguyên nhân cho con gái ông lao lực quá độ thành bệnh ra, bản thân ông có lỗi một phần. Tuy ông siêng năng học Phật, nhưng chẳng bỏ được tính cố chấp độc đoán. Phật Pháp cùng thế Pháp vốn vô phân biệt, nhưng ông lại cho đối lập nhau. Một mặt ông đem Phật Pháp tích cực giới thiệu cùng mọi người, khiến kẻ nghe Pháp được lợi ích, thậm chí giúp nhiều người ly khổ, đắc lạc, đó là rất tốt. Nhưng ông cũng đem Phật Pháp biến thành trói buộc, bắt vợ con, nhốt trong khuôn khổ do mình định lập ra. Thậm chí khi vợ con ông ra ngoài, đi đâu, muốn trang điểm chút cũng bị ông phê bình cho một trận. Con cái ông thỉnh thoảng nếu nghe những khúc nhạc đang lưu hành, thì xem như phạm vào đại kỵ, có lỗi với phép tắc đại giáo huấn của ông, lập tức sẽ bị ông nghiêm khắc quở trách. Nếu họ tạm có chút phản ứng, thốt lời phê bình hay tỏ thái độ không phục, thì ông lớn tiếng quát la, thịnh nộ như sấm rền. Ông lập tức biến thành pháp quan, một bề làm vệ sĩ hộ giáo. Như thế, trong thiên hạ chỉ có ông mới là người học Phật chân chính. Hễ nghe trong Phật môn có chút việc không đúng pháp, thì ông ghim mãi trong lòng, phê tam bình tứ. Tuy ông có chánh tri chánh kiến nhất định, nhưng mắt toàn chỉ thấy lỗi người, tâm chứa toàn thị phi phải quấy, và nhìn ai cũng thấy đều là ngoại đạo. Thế là rất sai. Ông phải biết mọi sự trên đời đều có nhân quả, mà người chân thật tu hành thì không nên dòm tìm, soi mói lỗi thế gian. Sai sót của ông chính là do quá chấp trước, nên đã biến tâm mình thành tâm ma, rơi vào cảnh quỷ. Thật ra, cũng có ma bên ngoài, nhưng không có gì đáng sợ. Người tu phải khéo biến ma thành thiện tri thức, giúp mình thành Phật. Năm xưa, lúc Phật Thích Ca làm ti nhân nhẫn nhục, để vua Ca Lợi chặt thân thể, thì ngài tuyệt không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Không những tâm chẳng sinh oán hận, mà còn phát nguyện tương lai mình thành Phật rồi, người sẽ độ đầu tiên là vua Ca Lợi. Đây mới là tấm lòng và cảnh giới
tri kiến của Phật. Ông có biết, sau khi nổi nóng hầm hè với vợ con rồi, trong lòng họ thấy thế nào không? Do họ bị ông áp chế, khí oán giận không được bung ra, phải nén cả vào trong. Hơn nữa, ngọn lửa vô minh của ông, tùy theo tiêu chuẩn đạo đức ngày càng thấp của xã hội, mà càng cháy bùng dữ dội. Thế là người nhà biến thành nạn nhân, thành chỗ trút bực, trút giận của ông. Họ phải chịu đựng trường kỳ tháng năm như thế. Làm sao kham thấu? Ông hiện giờ là một người hai mặt. Một mặt là kẻ rất có ái tâm, là chồng tốt, yêu vợ, cha lành, thương con. Còn một mặt khác nữa lại là kẻ có tâm ma, hung ác, toàn gieo tổn thương trầm trọng cho quyến thân. Giờ đây, con ông dính bệnh hiểm, ông chẳng những không phản tỉnh để nhìn ra lỗi mình, ngược lại còn oán trách Phật, Bồ Tát, không che chở, chúc phúc. Cho dù Phật Bồ Tát có đại thần thông, cũng không thắng nổi nghiệp lực của ông. Giống như hãng sửa xe trên thế giới, dù có kỹ sư bảo trì tối ưu, nhưng cũng không sao sửa nổi những chiếc xe bị ông mặc tình chà đạp, gây tổn hại. Con gái ông bị ép phải sống ngoan, sống tốt, đúng theo khuôn khổ ông chế định. Trong công tác, nó luôn ráng làm vượt thành tích cho mọi sự được đẹp hơn, tuyệt hơn. Vì vậy mà tinh thần, thể lực bị tiêu hao đến cực độ. Bữa dùng chay trưa, nó thường bị bạn bè hiếu kỳ, tranh nhau dùng hết. Bản thân ăn không đủ no, lại chẳng muốn ăn ở ngoài. Tối đến về nhà, đói quá sinh mệt, ăn cũng không được bao nhiêu. Như thế lâu dần, tạo thành nội thương bao tử do tích lao thành bệnh. Những thống khổ, u buồn trong tâm được che đậy bằng nhiệt tình công tác nổi trội, đến mức bệnh nhập xương tủy mới đi bệnh viện thì đã muộn. Tôi nói tình huống vậy có đúng không? Ông còn trách Phật Bồ Tát nữa không? Những cư sĩ khác tại hiện trường đều bị lời của Hòa Thượng thu hút. Hầu như quên mất nhân vật chính đang thịnh pháp. Bây giờ, nghe Hòa Thượng hỏi, họ đều quay sang nhìn ông, thấy ông hai mắt dán chặt vào sư phụ, lệ tuôn đầm đìa, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem, làm ướt đẫm cả một phần áo nơi vùng ngực. Mọi người đều thông cảm cho nỗi thống khổ của ông. Nghe Hòa Thượng hỏi, ông như sực tỉnh, lên tiếng yếu ớt. Bạch sư phụ, không lẽ con gái yêu của con hết cách cứu rồi hả sư phụ? Con gian xin ngài, hãy cứu cháu giùm đi. Con gian xin ngài mà, nó còn trẻ quá. Ông vẫn chưa hồi đáp, là những lời ta nói về tình hình của ông, có đúng không? Dạ đúng hết, hoàn toàn là đúng. Là do con thực hành và hiểu Phật Pháp không thấu đáo. Là tại con hại con gái yêu của con. Nó mà chết đi, con cũng không thiết sống làm chi nữa. Ông chết rồi, vợ ông sống nổi hay sao? Phần bụng trên của bà có một khối u cứng. 10 năm trước, ông đã từng sờ qua rồi. Nhớ không? Nghe đến đây, cư sĩ cả kinh thức sắc, òa khóc to, âm vang vang trời động đất. Từ sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi gần 60 bộc phát niềm bi thống dữ dội đến như vậy. Tiếng khóc của ông lớn đến nỗi làm chấn động và ù cả tai tôi. Chỉ thấy hai gối ông khuỵu xuống, hai tay không ngừng đánh vào đầu mình. Các cư sĩ gần bên vội giữ tay ông lại. Ông sầu đau cực độ, nói trong nước mắt. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi! Con tình nguyện xuống địa ngục vô gián, vĩnh viễn đời đời kiếp kiếp không thoát ra, để xin đổi mạng cho con gái yêu của con được sống. Quan Thế Âm Bồ Tát ơi! Là con có lỗi với bà vợ hiền huệ của con. 10 năm trước, con có sợ và biết bà có khối u cứng trong bụng, nhưng con không nghĩ nó sẽ đoạt mạng. Con thật là ngu si, lúc nào cũng cho mình là đúng. Con thường tuyên bố,
người quản tôi chưa sinh ra. Nghĩa là trên đời này không ai có thể quản được con. Con quá ngông cuồng kiêu mạn, tự sa vào tâm ma, quả báo vẫn là chính mình tự thọ. Con luôn cho rằng mình là người chồng tốt, cha lành, té ra chỉ là kẻ ôm tâm xấu hại người. Vợ của con 30 năm nay luôn tròn phận hiền thê, mẹ đảm, một bề phu sướng phụ tùy. Con muốn học Phật, bà cũng chiều. Con bắt ăn chay, cho dù trong lòng bà không muốn, nhưng cũng nguyện ăn chay theo con bao năm nay. Sau đó con đề xuất ngủ riêng, đoạn dục. Hễ con nói, bà vâng theo, chưa từng nghĩ đến tâm tư tình cảm của bà. Quên rằng, bà cũng là người biết buồn, vui, hờn giận. Con luôn cho mình là tu rất tinh tấn. Bây giờ con mới biết thế nào là học Phật đúng đắn. Con chính là ma quỷ luôn đem đến áp bức, thống khổ cho người. Vì con chỉ biết có mình, luôn cho rằng cái gì mình cũng đúng, cũng hay, không ai được phép cãi. Còn sống ích kỷ, tư lợi, sống luống uổng suốt bao năm nay. Trước đây, tôi chỉ nghe các bà, các cô, các má vừa khóc vừa rên. Hôm nay lần đầu tiên trong đời mới nghe được một nam tử 60 khóc hù hụ, kể lỗi mình sùm, vừa khóc vừa than vừa sám hối. Nếu như ông không thật tâm sám hối, sao có thể thốt ra những lời chẳng màng đến thể diện mình như thế? Trong phòng khách, bên phía quý bà đều bật khóc thành tiếng, còn quý ông thì không ai là không rơi lệ. Lúc này, tôi phát hiện chỉ có sư phụ là điềm nhiên, đoan tọa, đôi mắt hơi khép của ngài khẽ động đậy. Trong lòng tôi bỗng nổi lên nghi vấn. Trước tình huống cảm động này, vì sao sư phụ không chút xót thương mà cứ ngồi bất động như thế? Sao ngài không mau mau nghĩ cách phá giải giúp cho họ? Bỗng, sư phụ khai khẩu, nhưng chẳng hề mở mắt. Tuy âm thanh ngài không lớn, nhưng có đủ sức mạnh, khiến các tiếng khóc nghẹn ngào, ngưng bặt ngay. Ta đâu có nói là con gái ông nhất định phải chết. Sao ông chẳng hỏi phương pháp cầu sống? Dạ. Không khí trong phòng như ngưng động. Mọi âm thanh hoàn toàn im bặt. Lão cư sĩ bỗng quỳ mọp trước sư phụ, dập đầu lia lịa, nghe vang thành tiếng. Tại hiện trường, mọi người đều quỳ xuống hết. Sư phụ giống như không nhìn thấy cảnh tượng xúc động này, vẫn bình tĩnh, từ tốn nói. Phật Pháp là diệu Pháp, tất cả duy tâm tạo. Tâm có thể khiến ông đọa địa ngục, có thể khiến ông thành Phật, có thể khiến ông bị bệnh, tử vong, cũng có thể khiến cho ông hóa giải hàn băng, chuyển nguy thành an. Chú Đại Bi là thuốc hay vạn năng, khéo trị 84,000 chứng bệnh. Nhưng cần phải sám hối chân thành thì tác dụng thuốc mới phát. Nếu như con gái ông lành bệnh rồi, ông có còn nóng nảy, độc tài, áp bức nữa chăng? Quyết không, con sẽ không dung dưỡng các tật xấu đó nữa. Con sẽ đổi mới, làm lại từ đầu. Tốt lắm, nếu muốn thành Phật, trước phải thành người hoàn mỹ. Phật đối với tất cả chúng sinh đều từ bi. Phật là bậc đại giác, có thần thông trí huệ cao tột. Nhưng ngài chưa bao giờ nổi nóng cáo giận với đệ tử, chưa hề la hét chửi mắng ai. Pháp Phật giảng là giúp người minh lý, hiểu rõ đạo rồi, thì trong sinh hoạt ngày thường, trong công việc thực tiễn, luôn thực hành Phật Pháp. Đây gọi là minh lý tức sự. Chúng ta ngày ngày đều gặp rất nhiều việc xảy ra ngoài dự tính. Bởi vì quý vị đã minh lý, đã hiểu Phật Pháp, cho nên không để những cảnh đó chuyển, mà sẽ như Pháp giải quyết, xử lý sự việc. Đây chính là minh lý tức sự. Người tu hành mà phát cáu, nóng nảy, hét la ọm tỏi là tối đại kỵ. Có câu, lửa sân thiêu hủy rừng công đức, tuyệt không phải là lời hư vọng. Đã là đệ tử Phật, mà không sửa đổi, không từ bỏ tính xấu này,
thì cho dù cả ngày tụng nhiều bộ kinh, giảng pháp nhiều lần, độ biết bao người học Phật, thì bản thân cũng không ra khỏi tam giới. Để cho tính khí nóng nảy sân giận bộc phát là biểu hiện bản thân mình đang quá vô minh. Vô minh nghĩa là không sáng. Bản thân quý vị Phật pháp không sáng tỏ thì làm sao có thể độ người viên mãn được? Trong thời đại hiện nay, con trai con gái chỉ cần có chánh tri chánh kiến, có thể giữ ngũ giới thập thiện, thậm chí có thể ăn trường trai, đều là việc khó làm, rất hiếm, rất quý. Nếu như ông cứ chấp nhất cứng cỏi vì cầu toàn mà khư khư đem giới luật của người xuất gia áp đặt cho hàng tại gia, rồi ép buộc, quở trách họ, như thế là quá ngu si, đi giống như kéo mạ thuốc lớn. Làm vậy chỉ khiến người đánh xa Phật pháp, biến Phật pháp thành khủng bố, đe dọa, áp bức. Chẳng phải Lục Tổ từng giảng, nếu lìa thế gian tìm con đường giác ngộ thành Phật, giống như tìm sừng thỏ, vĩnh viễn không tìm được. Con gái ông ra ngoài, có thể điểm trang chút ít, hay mặc y phục lịch sự xinh đẹp, có thể cùng chúng bạn thưởng thức những ca khúc đang lưu hành, miễn là nội dung âm nhạc lành mạnh có ích, thì đều được cả. Không bắt buộc họ phải suốt 24 giờ niệm Phật mới là tinh tiến. Ông phải hiểu rõ Phật pháp như thế này. Tự thúc liễm ngôn hạnh, giữ gìn tác phong của mình chuẩn mực, cũng chính là niệm Phật. Sống trong thế gian, đối diện mọi hình sắc, cảnh duyên, phải luôn có con mắt sáng suốt, biết tuyển trạch pháp nhãn. Ưng vô sở trụ mà sinh kỳ tâm. Mỗi ngày, buổi tối trước khi ngủ, ông nên sắp xếp tĩnh tọa chừng 40 phút, niệm Phật hoặc trì chú, hay tu pháp môn nào đó hợp với mình, nhằm giúp tĩnh tâm, mục đích giải trừ mỏi mệt cả ngày, cũng tính là khóa tu tối thường nhật. Được rồi, chúng ta đã minh bạch chân tướng vũ trụ, tức là nhìn thấu phá, nhìn ra rồi thì phải buông. Thì ông so với hàng tục nhân chưa nhìn thấu, càng chẳng tự tại. Bởi vì trong lòng ông, ngoài 84.000 phiền não trần lao ra, còn bị áp lực Phật pháp đè nặng. Bây giờ, xin chư vị hãy buông hết tất cả, để được đại tự tại. Mỗi cá nhân nên quý người bạn hữu duyên ở bên cạnh mình. Là đệ tử Phật, ta đối với động vật có thể sinh lòng từ bi. Vì sao lại cư xử vô tình với người bên cạnh, làm tổn hại thân nhân mình? Ông bao niên kỷ mới tin Phật, bao nhiêu tuổi mới trì giới? Có cư sĩ tin Phật mấy mươi năm rồi, đến nay chẳng phải vẫn còn ăn tam tịnh nhục ư? Ở đây tôi không nói đúng hay sai, mà chỉ nói vấn đề thời cơ, nhân duyên thôi. Hãy trăng đến rằm thì tròn. Cả nhà ngồi chung một bàn, có kẻ ăn thịt uống rượu, có người ăn chay, tin Phật. Thế thì một bàn cứ chia hai mâm, chẳng có gì là không đúng. Thế giới này chính là một bàn nhiều mâm mà. Lục Tổ trong hoàn cảnh thắt ngặt, đặc biệt vẫn phải phương tiện ăn rau cạnh thịt. Rau ấy có dính vị thịt chăng? Chẳng ảnh hưởng đến việc thành tổ của Ngài, không nên vừa hiểu chút Phật pháp, liền lập ta ở trỏng rồi khoa chân múa tay làm cảnh sát trong Phật giáo. Một bề kiểm soát áp đặt, bắt bẻ lung tung, đến khi ác quả thành hình, thì hối hận đã muộn. Đạo Thiên Chúa, tinh lành vạn bác ái, đây cũng là quan điểm của Phật giáo. Chúng ta cần dùng tâm bồ đề bác ái của Phật,
cảm hóa chúng sinh, tiến vào Phật môn, chứ đừng dùng phương pháp tranh đấu, chỉ trích, quở mắng, rầy la. Được rồi, cư sĩ mong giúp con gái ông chuyển nguy thành an. Thì 8 giờ sáng mai, ông lên đại điện bắt đầu lễ Phật, tụng 7 biến sám đại bi, hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. Xin ông nhớ nhắc con gái, ngày mai cháu ở nhà, bản thân cũng phải bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, tụng cho đến khi cháu hoàn toàn bình phục, và từ đây về sau, cháu hãy chuyên tụng kinh Địa Tạng. Còn phần ông, ngày mai lễ xong, sám đại bi rồi, thì bắt đầu lễ 3 bộ lương hoàng sám. Lúc bái sám, phải dùng tâm thành lễ bái, giống như ông vừa thành tâm sám hối hồi nãy đó. Nếu không thành tâm, thì sám hối tụng chú gì cũng chẳng linh. Phải khắc cốt ghi tâm, thành ý hết lòng mới có thể chiêu được cảm ứng, chấn thiên động địa, phần các cư sĩ. Quý vị có chịu làm công đức này không? Chúng con đồng ý. Âm thanh hồi đáp vang vọng, làm rung chuyển cả mặt kính lưu ly trong phòng. Hòa thượng mỉm cười, nở nụ cười hoan hỷ như trẻ thơ. Khuôn mặt tuổi tác của ngài tươi như đóa sen mùa hạ, khiến mọi người xúc động, chiêm ngưỡng không rời. Các đệ tử đều biết, hòa thượng xưa nay không hề vọng ngữ, chỉ cần bạn làm y theo lời ngài dạy, thì sẽ ly khổ, đắc lạc. Trước khi kết thúc, hòa thượng ngâm một bài thơ cho người suy gẫm. Không tức sắc, sắc tức không, Phật pháp diễn giải vô cùng thâm sâu, đem thân hành pháp nhiệm màu, giúp người tỉnh giác tiêu sầu hết mê. Trong biển khổ hiện bồ đề, muốn thành Phật phải oai nghi thiện lành, độ mình độ khắp chúng sinh, học gương hoan hỷ thấu tình cảm thông. Lòng bao dung tợ hư không, có đi, có đến, chẳng căn, chẳng dùng. Trung đạo, hữu hiệu vô cùng, rất là thích hợp, nên thường hành luôn. Vì sao cô đi tu? Mùa thu năm 2003, một ngày trời trong đẹp, gió thổi hiu hiu. Tôi và bạn già đi đến chùa Bàn Lông, nổi danh ở huyện Nguyên Thị, tỉnh Hà Bắc. Thắp hương lễ Phật xong, chúng tôi đi dạo nhìn ngắm cảnh trong chùa. Lúc này có một sư nữ mặt tươi tắn, mỉm cười, đón tiếp chúng tôi. Trông cô rất hòa nhã, thân thiện. Bạn già tôi bước lên chào hỏi. Thưa sư phụ, chúng tôi là cư sĩ ở xa đến thăm chùa, có thể trò chuyện cùng sư được không ạ? A Di Đà Phật, được ạ. Tôi lên tiếng, thưa cô, trong cô còn rất trẻ, vì sao lại muốn xuất gia? Thế là, vị sư nữ trẻ tuổi này, đem câu chuyện có thực đáng sợ, do mình đích thân chứng kiến, kể lại cho chúng tôi nghe. Tôi sinh trong một gia đình cán bộ quyền thế tại thành phố X, thuộc miền Đông Bắc, cảnh nhà sinh hoạt rất sung túc, dư giả. Từ nhỏ, tôi chỉ cắm sách đi học. Mãi cho đến tốt nghiệp đại học tài chính. Tốt nghiệp rồi á thì tôi làm ở cơ quan hơn 10 năm. Sau này tôi chuyển qua công tác tại ngân hàng. Chồng tôi á thì làm công việc cơ quan chính phủ. Con trai đang học cao trung. Tôi luôn cảm thấy đời sống mình rất hạnh phúc. Tôi có ba mẹ thân thuộc yêu thương. Gia đình êm ấm. Trong nhà không có gì phải sầu lo. Mọi việc đều hết sức thuận lợi. Nhưng 3 năm trước, tôi gặp một đại biến cố, khiến đời tôi thay đổi lớn, rẽ sang một hướng khác. 3 năm trước, tôi làm việc ở ngân hàng, đồng thời kiêm luôn chức nhân viên tài vụ công ty địa ốc. Ngài tổng giám đốc công ty địa ốc 46 tuổi, lúc trước, ông làm ở công ty lương thực, sau đó thì chuyển qua kinh doanh địa ốc. Ông giàu vô kể, sở hữu chức vạn tài sản, làm ăn bề thế, rất có thực lực. Năm đó, ông chơi cổ phiếu, bị thua đậm, hôm đó chỉ trong 15 phút mà phải đền hơn 470 vạn. Ông bị đả kích quá lớn nên xuất huyết não mà chết. Sau khi ông chết rồi, thần thức cứ một bề đeo theo bên tôi,
Lúc sống ông cao 1m84, vậy mà giờ nhìn thấy ông xuất hiện chỉ cao khoảng 1m, sắc da như màu đất, hình dạng giống hệt như lúc còn sống. Vừa nhìn thì biết ngay, đây là ông Tổng, lúc đó bất kể tôi đi đâu, ông đều đi đến đó, tôi không thể nhắm mắt, vì hễ vừa nhắm mắt thì nhức đầu, không chịu nổi, mà dù nhắm mắt thì cũng vẫn thấy ông. Người nhà cho là tôi bất bình thường, nên cử người theo canh chừng suốt ngày, mà tình huống tôi nhìn thấy, bọn họ không ai thấy, nên dù tôi có nói, có diễn tả cách mấy, thì cũng không ai tin, tôi có muốn trốn ổng thì cũng không trốn được. Tôi tức quá, tôi đi máy bay đến Bắc Kinh, hay đi Thanh Đảo, thì ổng cũng bám theo, cảnh tượng này nó hành hạ tôi suốt 100 ngày. Đáng sợ hơn nữa là, từ sau khi ổng chết, cứ 7 ngày là tròn 1 tuần, mỗi khi qua 1 thất, trước mắt tôi lại lần lượt hiện từng cảnh nơi địa ngục, chỗ ông thọ khổ, thấy ông bị hành hạ thê thảm đáng sợ. Tuần thất đầu tiên, tôi nhìn thấy mấy vị ngục tốt, kéo đến lôi hai tay ông nhét vào lò thiêu nướng. Chỉ nghe tiếng ông kêu la thảm thiết, khi tay ông được rút ra rồi, nó cong vẹo, đỏ như sắc nung lửa, người ông co rúm quắt queo. Đến tuần thứ hai, hiện trước mắt tôi là địa ngục thiêu chân. Tuần thất thứ ba, tôi thấy ông trân trần leo lên núi đao, máu tuôn dầm về. Tiếp theo là tuần thứ 5, 6, 7, lại thấy ông bị đao phanh thây, mổ bụng, móc mắt, cưa chân, vân vân, thật là thảm và kinh khủng đến không dám nhìn. Tôi cũng nghe ông lớn tiếng kêu rên, van xin tôi cứu ông. Nhưng tôi lúc đó chưa biết Phật Pháp, tao biết làm sao mà để cứu ông. Trong suốt 100 ngày, cuối cùng tháng cảnh hiện, tôi bỗng thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, đứng trên đóa sen màu hồng, mặc y phục trắng. Tướng mạo trang nghiêm, thù thắng không có gì sánh. Tôi ngắm nhìn thần thái, thanh tịnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, choáng ngợp vì ánh sáng rực rỡ trước mắt, thần tâm, lập tức cảm thấy thanh lương, tinh thần sảng khoái dạng bội. Chỉ nghe Bồ Tát Quan Âm tha thiết bảo, còn phải niệm Phật nha. Rồi Ngài phẩy nhẹ tay áo, trong chớp mắt đã biến mất. Tôi vội kêu lên, lai tỉnh người bạn cùng phòng, kể cho nghe cảnh mình thấy Quan Âm. Vậy là chúng tôi đi mua hương, lư và tượng Quan Thế Âm. Lúc đốt cây hương đầu tiên, thì nhìn thấy Bồ Tát Quan Thế Âm trong chớp mắt, hợp thành nhất thể. Với tượng Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi nghe Ngài dạy, hãy đến Bảo Hoa Tự đi. Bảo Hoa Tự ở Liêu Ninh, tỉnh Đại Liên. Vậy là cô bạn cùng tôi đến Bảo Hoa Tự, sư trong chùa giống như biết trước tôi đã sẽ đến. Vừa gặp tôi liền nói, ta đợi con lâu lắm rồi. Sư còn nói, con cần phải xuất gia. Đến ngày 19 tháng 6, sư làm lễ cầu siêu cho ông Tổng. Khi đó, tôi cảm thấy đại địa chấn động, thấy ông Tổng từ trong địa ngục được cứu thoát. Tôi còn thấy từ trong địa ngục đưa ra vô số cánh tay, giống như kêu cứu vậy. Siêu độ xong, sư bảo tôi, ông Tổng đã được cứu khỏi địa ngục, đầu thai vào một cõi súc sinh rồi. Một năm sau, cũng nhằm ngày 16 tháng 9, tôi đang đi trên đường gần đó, tình cờ gặp một con lừa. Vừa nhìn thấy tôi, nó không chịu đi, kêu thì nó chảy nước mắt, tôi không hiểu vì sao nó lại có chuyện này. Về đến chùa, thỉnh giáo sư phụ, Ngài nói, con lừa này chính là ông tổng giám đốc của các con đó, thân thích bằng hữu, vội đi khắp nơi tìm con lừa, nhưng không tìm được. Lại một năm trôi qua, hôm đó là ngày 28 tháng 4, con lừa xúc dây rối chạy đến cổng chùa, mặc cho người lôi kéo hay đánh đuổi, nó đều không chịu đi. Lúc đó sư trụ trì đang tọa thiền. Nhưng Ngài vẫn bảo tôi, bên ngoài có con lừa tìm cô đó. Tôi vội chạy ra ngoài cổng, con lừa vừa nhìn thấy tôi, lại kêu lên và chảy nước mắt. Tôi nói nó, người là tổng giám đốc ít phải không? Nếu phải á, thì gật đầu nha. Nó nghe và hiểu lời tôi, liền gật đầu. Sau đó tôi nói, tao quy y cho người, hãy lắng nghe nha. Tôi liền làm theo những cách thức sư phụ dạy, quy y tam bảo cho lừa, làm lễ xong tôi nói. Bây giờ á, hãy dẫn ta đến nhà chủ của mi. Lừa gật đầu, nó đi trước, rồi tôi theo sau. Nhìn nó đi trên đường, giống hệt như ông tổng lúc còn sống vậy. Về đến nơi, lừa nhìn tôi, rồi nhìn ông chủ, y như muốn bảo tôi đây là ông chủ nó. Tôi hỏi ông ta, con lừa sinh lúc nào, thì ông nói ngày tháng năm. Tính ra, đúng hợp với thời gian siêu độ của ông tổng, lúc đó tôi tin chắc đây là ông tổng. Từ địa ngục thoát ra, xin vào lại xuất vật nhân gian. Sau đó, người nhà ông Tổng đến chùa con lừa, đem nó đi phóng sinh trong chùa. Sự việc này đã làm chấn động tâm tư rất nhiều người, nguyên là công ty thiếu ngân hàng số tiền cực lớn, khoảng 700.000 vạn.
nhưng ông Tổng lúc còn sống đã có ý không muốn trả, cho nên từ khi xảy ra sự việc kinh thiên động địa này và người ở trong công ty đều tận mắt chứng kiến, thì ông Phó Tổng Giám đốc công ty liền tự nói với ngân hàng trả toàn bộ số nợ. Thanh toán xong rồi, công ty vẫn còn tiền dư, thân nhân bằng hữu các đồng nghiệp của tôi, sau khi sự cố đó đa số đều quy y Phật môn, do tôi đích thân trải qua sự kiện này, tôi vô cùng tin sâu lục đạo luân hồi là có thật, không dối, thầm hiểu, luật nhân quả báo ứng không sai mãi mãi. Vì sao ông Tổng đọa địa ngục, nếm đủ hình phạt khổ đau? Tất nhiên là do những nhân gieo không lành, nhưng đó là chuyện riêng của bản thân ông. Tôi không muốn khơi lên làm gì. Điều quan trọng là chuyện của ông đã khiến nhiều người thức tỉnh, cảnh giác, biết tự chấn chỉnh và tu sửa thân tâm cẩn mật hơn. Cho dù hiện tại quý vị giàu sang, sở hữu ức vạn tài sản, nhưng một khi chết đi rồi thì chẳng mang theo một xu. Đúng như cổ nhân từng nói, vạn thứ chẳng mang đi được, chỉ có nghiệp đem theo. Từ nhỏ sinh trong gia đình giàu sang, lại là gia đình có địa vị quyền thế, tính ra các loài vật từ bay trên trời, đi dưới đất, bơi xuống nước, không gì mà tôi chưa ăn qua. Nghiệp ác đã tạo, cố nhiên rất sâu nặng. Tôi thầm nghĩ, tương lai nếu như tôi và cha mẹ, thân quyến bị đọa địa ngục, thì ai sẽ cứu chúng tôi đây? Vậy là tôi hạ quyết tâm, phải xuất gia tu hành, nguyện tu cho đến khi chứng đạo vô thượng. Cô kể xong câu chuyện, vẫn còn rất cảm xúc bùi ngùi thở dài. Chúng tôi bị câu chuyện cô làm chấn động, tâm linh bị đả kích mãnh liệt, về những kiến thức đã biết về lục đạo luân hồi, về nhân quả báo ứng trước đây, thấy điều chỉ đọc trong sách, nên cảm thấy cách mình rất xa. Nhưng câu chuyện thật do vị sư nữ vừa kể ra đây lại xảy ra ngay trong thế kỷ 21 này. Thời gian, địa điểm, người thật, việc thật rõ ràng bày ra trước mắt, sao có thể khiến người ta không kinh hồn bạc vía được chứ? Xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn đọc. Từ Trí. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng nọ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ, tương đương là một cô gái có biệt danh Tiểu Thư Khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu Thư Khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng. Trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Ừ, trời ơi, đẹp như đúng là mỹ nhân vậy đó, đẹp trời quá. Đẹp quá hả? Thế nhưng, mọi người đối với danh hiệu Tiểu Thư Khỉ này, lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu, tra vấn thân thế của Tiểu Thư Khỉ ra sao. Té ra, mẫu thân của Tiểu Thư Khỉ thời thiếu nữ, từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì tuấn tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ, mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ
hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghỉ nuôi tạm vài ngày, rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toan mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do 4 ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên đã bị đứt lìa 2 phần ngón, 4 ngón chỉ còn lại 2 lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay. Đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn, đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo. Đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có 1 ngón cái và 4 đốt cuối của 4 ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt 4 ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn 4 ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn 4 đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Thuốc trị hiếm muộn. Rất nhiều Phật tử tu học theo Phật nhiều năm đã đoạn trừ ăn mặn, dứt thịt cá, nhưng vẫn còn ăn trứng gà, trứng vịt. Thế thì đệ tử Phật rốt cuộc có nên ăn các loại trứng hay không? Trước tiên xin kể một câu chuyện có thực. Một lần trong Pháp hội, Trần cư sĩ dẫn theo nữ đồng nghiệp Nhã Lâm khoảng 35 tuổi. Cô này gầy gò, sắc mặt xám vàng, ngó bộ rất tiều tụy. Do đây là lần đầu gặp giáo sư Quả Khanh, ánh mắt cô hiện đầy nét hân hoan khát vọng. Trong quá trình nghe giảng, cô rất chăm chú chí thành. Lúc giáo sư Quả Khanh hỏi cô Lâm có vấn đề gì, mặt cô hơi đỏ lên, lộ vẻ căng thẳng, ấp úng mãi, chẳng thành câu. Cuối cùng, nhờ Trần cư sĩ giải thích giùm, mọi người mới hiểu rõ. Té ra cô kết hôn đã 10 năm. Rất khao khát có con, nhưng bất kể cầu thầy bổ thuốc đến đâu, vẫn chẳng có thai. Hôm nay may mắn được gặp giáo sư Quả Khanh. Cô thỉnh cầu ông chỉ giúp chỗ mê muội. Giáo sư Quả Khanh rất thông cảm cho cô, vì nỗi khổ cầu bất đắc dĩ này, ước con mà không có được. Ông thở dài, quay qua bảo tôi. Quả Hồng, cô hãy quán xem nguyên nhân vì sao Nhã Lâm không có con. Tôi xoay đầu dòm Nhã Lâm, chạm ngay ánh mắt nhìn đầy khát vọng của cô. Tôi cũng không kềm được, bật ra âm thanh cảm thán. Có phải cô rất ưa ăn trứng,
đặc biệt là trứng chim cút. Đúng, đúng rồi, tôi ăn rất nhiều trứng chim cút. Vậy chẳng lẽ... Nửa câu sau, âm điệu cô ta đầy vẻ nghi hoặc. Trần cư sĩ ở cạnh bên thông minh hiểu nhanh, liền hỏi giúp cho một câu. Mọi người đều cho rằng trứng có dinh dưỡng tốt mà. Hơn nữa, trước khi chưa biết Phật Pháp, chúng tôi ai cũng ăn trứng. Nhưng vì sao chỉ riêng có Nhã Lâm là không thể có thai? Tôi nhìn giáo sư Quả Khanh đang đứng cạnh mình, thấy mắt ông đầy thuốc hối và khuyến khích. Tôi liền giải rõ. Phật từng nói, ăn trứng các loài điểu cầm, thủy tộc là không có lòng từ mẫn. Ngài Tuyên Hóa cũng đã giảng những điều liên quan đến ăn trứng. Từng hóm hỉnh nói, nếu bạn không sợ đời sau làm trứng cho người ăn, thì bạn có thể ăn bất kỳ trứng gì, bởi nhân quả đan xen, chồng chéo phức tạp. Do mỗi người có phúc đức nhân duyên bất đồng, nên mặc dù có nhiều người ăn trứng, song việc thọ báo lại chẳng đồng nhau. Bạn muốn có con, tức phải đoạn trừ ăn mặn, đương nhiên trong đây bao gồm cả trứng. Ngoài ra còn phải phóng sinh cho nhiều và tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các chúng sinh bạn đã từng ăn qua. Tôi nói xong, khẽ nhìn Nhã Lâm, thấy cô có vẻ không tin, khó chấp nhận. Rõ ràng là cô đang chờ nghe một câu chuyện nhân quả chứa tình tiết hấp dẫn liên quan đến việc hiếm muộn, khó mang thai của cô. Nhưng lại bị những câu nói thẳng, phũ phàng và quá thực tế của tôi làm cho vỡ mộng. Có lẽ cô cảm thấy những điều tôi nói là quá xoàng, không quan trọng và chẳng có gì đáng lưu tâm, nên mặt đầy lộ vẻ thất vọng. Tôi cảm thấy thật tiếc cho cô, bởi cô hoàn toàn không tin gì. Bất đắc dĩ, tôi phải nói thẳng ra. Cô hiện tại chỉ muốn bản thân mình có con, nhưng sao không nghĩ cho việc những cái trứng bị cô ăn mất? Chúng cũng có mẹ, và thân mẫu chúng phải gian nan cực khổ lắm mới sinh được con ra. Lúc này, Quả Khanh ôn tồn bảo Nhã Lâm. Quả Hồng, giảng lý nhân quả cho cô nghe rất đúng và chính xác. Cô hãy trân trọng tiếp thu và chịu khó làm theo cách của cô ấy bài, thì sẽ chiêu cảm được Hà Di Quang. Tốt nhất là cả hai vợ chồng đồng phải tu sửa luôn. Lúc này, giáo sư Quả Khanh mới kể ra một câu chuyện thực để chứng minh. Có một nữ trưởng khoa nghiên cứu sinh vật học, thấy con gái mình kết hôn đã 4 năm mà không có thai. Như vậy là bà dùng kiến thức chuyên môn của mình hướng dẫn con rể bào chế thuốc. Nhưng dẫu có chế thứ gì, làm gì, thì kết quả càng khiến bà thêm hoài nghi về khả năng chuyên môn của mình. Do vậy, bà nữ trưởng khoa này mặt mày cứ giàu giàu rầu rĩ, khiến ngài cũng phải cảm thán. Thật là tội cho tấm lòng của những bậc cha mẹ. Khi đó, tôi bảo bà. Vợ chồng con cái bà, ai cũng mê ăn trứng, thích nhất là trứng chim cút. Đây là cộng nghiệp chung khiến họ không có con. Muốn có con thì cả hai cần phải ăn chay, phóng sinh, tụng kinh, làm nhiều việc thiện. Vợ chồng con gái vị nữ trưởng khoa này y theo lời khuyên mà thực hành. Kết quả, chỉ nửa năm sau thì con gái bà đã có thai. Câu chuyện Quả Khanh vừa kể xong, Lý cư sĩ là bác sĩ thực tập, liền hỏi tôi. Vì sao hiện nay những bệnh nhân từng mang thai nhưng nạo thai, giờ muốn có con mà không được, lại nhiều đến như vậy? Tôi bảo mọi người. Mọi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ, mà trong dòng luân hồi dài đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm. Nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân đã bừa bãi phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của dòng nhi. Khi làm như vậy, họ không biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A La Hán. Đã như vậy lại còn mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng. Tất nhiên, sẽ phải chiêu cảm ác báo, triệt con dứt cháu. Tôi thấy Nhã Lâm và những người khác gật đầu, tán đồng. Thật là mừng cho Nhã Lâm có thể tỉnh ngộ. Hy vọng cô sẽ được Phật lực gia trì, chịu sửa lỗi hướng thiện, trì giới tu hành, sớm sinh quý tử. Thời gian trôi qua được nửa năm, Trần cư sĩ là người ban sơ dẫn Nhã Lâm đến, đã gọi điện báo tin cho tôi hay. Nhã Lâm từ lúc về nhà đã làm y theo lời chúng tôi chỉ dẫn. Hiện giờ cô đã mang thai, rất là tri ân mọi người.
giải thích thêm. Xin khuyên mọi người, không nên vì tham ngon, ham khoái khẩu mà ăn các loại trứng. Tôi suốt hơn 20 năm trên đường học Phật, từng gặp nhiều vị ăn trứng, bao gồm trứng chim, rắn, cá, vân vân, cho đến ăn trứng chưa thành hình trong thân gà mái mà biến thành những phụ nữ không thể mang thai hoặc thường đẻ non, hư thai. Bọn họ bí lối cùng đường, đành phải làm theo cách tôi hướng dẫn là sám hối trước Phật, nguyện từ bỏ ăn mặn, lẫn ăn các loại trứng. Hàng ngày, tụng từ 1 đến 2 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các trứng và những thân mẫu đẻ ra các trứng mà họ đã ăn qua. Kết quả, đại đa số, khoảng chừng 3 tháng là được hoài thai, thân thể họ cũng được thay đổi, trở nên khỏe mạnh. Nguyện cầu những vị hiếm muộn khác con có sự nghiệp gia đình không thuận lợi và thân thể kém khỏe sẽ y theo phương pháp này mà thực hành. Trong vòng vài tháng sẽ có việc bất tư nghị xuất hiện trên bản thân các bạn, và các bạn không phải tốn xu nào cho việc có con, còn tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tốt như vậy, sao bạn không làm? Nhưng liệu bạn có can đảm ăn chay hành thiện phóng sinh, làm đúng mọi điều như chúng tôi đã hướng dẫn hay không? Tuần thất đầu tiên, mùa đông năm 2009, cư sĩ Dung gọi điện cho tôi, hỏi thăm chuyện in ấn kinh và sách thiện. Khi cô nghe nói nhà chúng tôi còn những sách hay khác nữa, bèn đến để xem. Nữ sĩ này họ Chu, khoảng 40 tuổi. Theo lời cô nói, cô mới theo đạo Phật không lâu. Chuyện hỗ trợ in sách thiện là tâm nguyện của cô, vì muốn tạo công đức cho người mẹ vừa mới qua đời của mình, mong làm giảm bớt tội nghiệp cho mẹ. Câu chuyện về mẫu thân cô kể ra rất hy hữu, kỳ lạ. Được nghe rồi, tôi cảm thấy câu chuyện này nếu ghi lại, có thể giáo hóa, cảnh giới tốt cho những người con bất hiếu thời nay. Mẹ Chu Sĩ là bà Vân, bị bệnh nặng, qua đời vào mùa thu năm 2009. Nói đến nguyên nhân bệnh của bà, thật khiến cho người ta phải đau lòng. Là tại cô Nga, em dâu của Chu nữ sĩ, cũng là con dâu bà Vân. Lần nọ, trong lúc gây cãi, cô Nga đã khiến bà già tức mà chết. Em dâu Chu nữ sĩ là người cực kỳ bất hiếu với ba mẹ chồng, thường cùng với mẹ chồng gây cãi như cơm bữa. Ngay cả người cha chồng từ lâu bị bán thân bất toại, cô Nga cũng chẳng thèm quan tâm chăm sóc. Sau khi mẹ chồng qua đời rồi, cô Nga càng không có chút gì ăn năn sám hối. Là chị, Chu nữ sĩ rất buồn trách người em dâu bất hiếu này. Vào nửa đêm ngày thứ bảy, tính từ lúc bà Vân qua đời, Chu nữ sĩ đang ngồi một mình buồn nhớ mẫu thân, nên cứ nhìn chăm chăm vào di ảnh của mẹ, hồi tưởng đến lòng thương yêu mẹ dành cho mình. Ngay lúc đó, cô bỗng nghe tiếng mẹ gọi nhỏ tên mình. Chu nữ sĩ liền tỉnh hẳn, và thật bất ngờ khi thấy mẹ hiện ra ngay trước mắt. Nhưng hình dạng của mẹ có làm cho cô sợ hãi. Mẹ Chu nữ sĩ mặc áo đi đường, phía trên thân bị đeo gông xiềng, lộ vẻ hết sức thống khổ. Chu nữ sĩ làm gan hỏi, mẹ, phải mẹ đâu? Mẫu thân cô cho biết, hôm nay là đêm vong linh được phép về, nên mẹ cô đến thăm cô. Mẹ cô đã chết rồi, khi lên dòng hương đài nhìn về quê nhà ở nhân gian, thấy cô rất buồn, hàng ngày rơi lệ, mẹ cô rất đau lòng. Hôm nay, được ngục quan phê chuẩn, cho phép tướng quân Ngưu Đầu Mã Diện dẫn mẹ cô về đây thăm cô. Chu nữ sĩ vội vàng hỏi, mẹ ơi, mẹ nói giọng hương đài và tướng quân Ngu Mã gì, con nghe mà không hiểu gì hết. Lúc đó, mẹ của cô nói rằng, giọng hương đài là nơi địa phủ đặc biệt thiết lập cho người chết lên đó, nhìn về cảnh quê nhà thân thuộc ở thế gian. Tướng quân Ngu Mã là ngục tốt ở âm cung, cũng giống như cảnh sát ở dương gian vậy.
bọn họ hiện đang ở ngoài cửa chờ, chút nữa sẽ dẫn mẹ cô về địa ngục thọ tội. Mẹ ơi, vì sao mẹ phải xuống địa ngục thọ tội hả? Dung ơi, chết rồi mẹ mới biết tội mình quá lớn. Con biết vì sao mà mẹ phải chết phải không? Là tại cái đồ dâu con bất hiếu chọc mẹ tức chết đó mà. Nhưng thật ra, đây cũng chính là báo ứng của mẹ. Vì hồi trẻ, mẹ cũng bất hiếu ác độc với bà nội của con. Ông nội con đã sớm qua đời, bà nội của con phải sống cùng với cha và mẹ. Nhưng hễ bà nội con có làm chút gì trái ý, khi mẹ không vừa lòng, là mẹ liền trách mắng. Đến nỗi sau này, bà nội con mỗi khi thấy mẹ đều run sợ như chuột gặp mèo. Ngay cả thở mạnh bà cũng không dám. Mẹ thấy vậy rất đắc ý, cảm giác trong nhà này mình là chủ, rất oai phong, nói gì ai cũng phải nghe. Có một việc con không hề biết, nguyên nhân bà nội bệnh chính là do mẹ gây ra đó. Ngờ đâu lần bệnh ấy bà nhập viện và qua đời luôn. Bà bị mẹ làm cho tức mà chết đó. Phật mẹ, lúc sắp lìa đời, khi mẹ nhìn thấy ngu đầu Mã Diện đến đóng gông mẹ, mẹ đã kêu to rên rỉ. Nhưng các con cứ nói mẹ bị ảo giác, kết quả là mẹ bị họ bắt hồn đem đi. Xuống địa ngục mới hay mình tội lỗi nặng nề. Có ngờ đâu chẳng hiếu kính, như cha mẹ ruột lẫn cha mẹ của bạn đời, lại bị hành tội khổ sở như vậy. Mẹ ơi, mẹ nói bà nội vì mẹ làm sầu não mà nhập viện, sau đó qua đời hả? Lúc này, thình lình chồng chú nữ sĩ xuất hiện. Ông từ trong phòng bước ra, hỏi. Em đang nói chuyện với ai vậy? Là mẹ đó anh, mẹ đang về nè. Ở đâu? Sao anh không thấy? Chắc tại em gần đây buồn, nhớ mẹ dữ quá, cho nên sinh ra ảo giác đó. Không phải mà, hôm nay là đêm vong về, là ngày mẹ được đến thăm em. Em đang trò chuyện cùng mẹ, anh không thấy mẹ đứng trong đây sao? Không, anh không có thấy gì hết trơn á. Mẹ ơi, tại sao chồng con lại không nhìn thấy mẹ? Dung à, đúng là nó không nhìn thấy ta. Số con cũng khổ, phụ thân con thật sự đã làm khổ con, vì gả con cho người chồng như vậy. Chồng con là kẻ bất thiện. Lúc này, ông chồng của chú nữ sĩ đã kéo chú nữ sĩ vào trong phòng. Cô không chịu đi. Đột nhiên, chồng cô hét to lên một tiếng. Ôi mẹ ơi! Lộ ra kinh hãi như vừa gặp phải quỷ và chạy thẳng về phòng mình. Cô ngơ ngác hỏi. Mẹ ơi! Mẹ sao rồi? Chợt, cô nghe tiếng bà vang lên ngoài cửa. Cảm tạ các tướng quân Ngưu Mã. Xin hãy cho phép tôi nói với con gái tôi cho xong chuyện. Chồng con bị hai tướng quân Ngưu Mã dọa chạy rồi. Hiện giờ nó đang hải hùng, nằm trùm mền rung lập cập kìa. Bảo đảm không còn dám chạy ra quấy nhiễu cuộc đàm thoại của mẹ con ta nữa đâu. Mẹ ơi, chẳng phải mẹ bị họ dùng xiềng xích trói vậy sao? Vậy thì vì sao họ lại giúp mẹ và con chứ? Chà, đây là trách nhiệm của họ. Hôm nay mẹ đem câu chuyện bất hiếu của mình kể ra, để sau này con thông báo cho mọi người biết, khiến thế nhân hiểu rõ tội lớn bất hiếu là như thế nào. Mẹ hy vọng thông qua chuyện này, những người con bất hiếu trên thế gian sẽ biết hối cải sửa đổi, nếu không tương lai họ sẽ bị trừng phạt và thọ hình tàn khốc như mẹ ở địa ngục này. Tương lai, mẹ còn phải vào chảo dầu thọ tội nữa. Mẹ, mẹ nói sao? Chảo dầu hả? Con có nghe nhắc đến, nhưng đó chẳng phải là truyền thuyết hay sao? Con à, chẳng phải truyền thuyết đâu. Những người ác không tin nhân quả, cho nên họ một bề đả kích địa ngục, bác bỏ thuyết nhân quả báo ứng. Nhưng không phải làm vậy là họ có thể thoát khỏi hình phạt, đây chẳng qua là họ tự lừa dối mình để trấn an mình thôi. Từ hôm nay trở đi, con và em trai nên chuẩn bị lo hậu sự cho thân phụ đi, vì ba các con không còn sống lâu nữa đâu. Mẹ, vì sao ba không còn ở thế gian này lâu nữa hả? Tội của ổng không nhẹ đâu,
Hồi đó ta chửi mắng mẹ chồng, ông chẳng những không quở trách hay cản ngăn ta, ngược lại còn để mặt ta cư xử hồ đồ tùy tiện. Mà lẽ ra ông phải là người làm tốt, khuyên giải hai bên mới đúng. Ông cũng là đại bất hiếu, vì nếu ban sơ ta chửi mắng mẹ chồng, thì ông nên trị cho ta một trận, thậm chí có thể vì ta bất hiếu mà đề xuất ly hôn. Như vậy thì sau đó ta ắt sẽ biết sợ mà không dám hiếp đáp hung dữ, quỷ thần cũng sẽ kính phục ông. Tất cả đều là tại ông dung túng hết. Ngục quan ở âm cung rất xem thường những kẻ để vợ hành sai quản bậy. Đối với những đứa còn bất hiếu, hình phạt trị tội là rất nặng. Bà còn mấy năm trước bị trúng gió, bán thân bất toại, cũng là bị trừng phạt đó. Hiện giờ ông sống cũng không được con trai con dâu hiếu kính, chết rồi còn phải thọ khổ hình nữa. Đáng sợ quá, nhưng như vậy không đúng rồi. Chị, hồi mẹ ở dương gian, ngoài tội bất hiếu với mẹ chồng ra, cũng có làm nhiều việc tốt lắm mà. Giống như hồi năm ngoái đó, Dấn Châu bị động đất, chẳng phải mẹ đã đóng góp 500 đồng hay sao? Vì vậy, đâu thể tính mẹ là người ác được. Vì sao mẹ vẫn phải chịu hình phạt? Con à, như con biết rồi đó, có nhiều người làm phúc thiện, thì thấy dường như là có công đức, nhưng phúc kia không chống đỡ nổi cho tội đại bất hiếu. Con nghĩ mà xem, kẻ bất hiếu đối với phụ mẫu, có thể là người chân thiện được sao? Còn nữa, năm ngoái mẹ góp tiền không phải là thật lòng, vì đối với các nạn nhân bị động đất, mẹ không hề có lòng đại từ ái. Mẹ góp tiền là vì mẹ không muốn chị em bạn nói mẹ keo kiệt. Nào có dè đâu, lòng mẹ nghĩ chi thì ở địa ngục được hiểu thấu ráo trọi, và có ghi rõ hết. Ngục quan nói mẹ cả đời tạo công đức rất ít, phần nhiều là thiện nhỏ, thiện giả dối, cho nên khó chống đỡ, khó phá tan tội bất hiếu được. Mẹ ơi, con phải làm sao cho mẹ giảm tội nhẹ đây? Con đi chùa làm lễ siêu độ cho mẹ nha. Con nghe nói siêu độ thì có thể giúp thân quyến đã tử vong được lên thiên đường. Nếu làm lễ siêu độ có thể giúp thân quyến đã chết sinh lên trời, thì người ác đâu còn bị trói buộc gì. Chết rồi thì con cháu có thể xuất tiền ra làm siêu độ cầu họ lên thiên đường là xong thôi. Nếu như vậy, trên trời sẽ có mấy kẻ ác này hay sao? Con à, không có dễ dàng như vậy đâu. Con cháu vì người quá cố làm lễ siêu độ là thể hiện hiếu tâm, mượn sức mạnh của pháp hội siêu độ để làm giảm bớt tội nghiệp cho thân nhân quá cố mà thôi. Con vì mẹ, làm siêu độ đương nhiên là việc cực kỳ tốt, mẹ không ngăn cản. Nhưng tốt nhất, con phải thường đi chùa, lấy danh nghĩa của mẹ mà ấn tống sách thiện, kinh quý. Còn nữa, con nên phóng sinh cho nhiều, như vậy thống khổ của mẹ tại địa ngục sẽ giảm thiểu rất nhiều. Còn nữa, Phán Quan nói con cùng Phật giáo có duyên, trải qua những việc trong hôm nay rồi, từ đây về sau, con nên lui tới chùa thường xuyên. Tương lai, nếu con tu chí thành, thì bản thân mẹ cũng nhờ vậy mà được giảm khổ. Công đức con tu viên mãn, thì mẹ cũng được sáng lay. Đến lúc đó, mẹ mới thực sự được thăng thiên hưởng phúc. Dung à, giờ đã đến lúc đi rồi. Tướng quân Ngưu Mã đang hối thúc mẹ kìa. Mẹ phải đi đây. Mẹ ơi, sao con không nhìn thấy các tướng quân Ngưu Mã? Ôi trời, ngốc ơi! Ngàn vạn lần con không nên thấy họ, vì họ là hung thần ở địa ngục chuyên trừng trị kẻ ác. Những kẻ xấu làm ác rồi chết, thì sẽ có ngày thấy họ ngay. Được rồi, mẹ ơi, con nhất định sẽ làm y theo lời mẹ dặn. Mẹ an tâm mà đi nha. Chu nữ sĩ lập tức ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện của hai mẹ con cô, hy vọng sau đó sẽ đem chuyện này công bố ra để cảnh giác, răn nhắc những người con bất hiếu. Cô nói với tôi, chồng cô, từ trải qua kinh nghiệm đêm đó rồi, vừa nghe tin cô tính làm lễ cầu siêu và hành thiện để hồi hướng phúc cho mẫu thân, thì đã sốt sắng đưa tiền. Nếu xem đến đây,
bạn đọc có được chút tỉnh giác, ích lợi nào, thì xin hồi hướng phước điền này đến mẫu thân Chu nữ sĩ, cầu cho bà sớm ly khổ đắc lạc. Vì sao các tu sĩ hay bệnh nặng? Vì sao các tu sĩ có những thành tựu cao tột lại bị nhiều hoạn nạn hoặc bị nặng trước khi ra đi? Xem trong sử, ta thấy chư vị cao tăng đều gặp nhiều tai nạn, bệnh nặng. Lục Tổ Huệ Năng khi còn tại thế đã có người muốn sát hại ngài. Sau khi ngài viên tịch, còn có người muốn chặt đầu ngài để mang về nhà thờ cúng. Còn Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi đến Trung Hoa, ngài bị đầu độc và ám hại 6 lần. Tổ Ấn Độ thứ 24 và Tôn Giả Sư Tử thì bị chém đầu. Trước khi Đại sư Huyền Trang mất, ngài bị trật chân té ngã, sau đó bị bệnh, phải nằm lâu ngay trên giường. Ngài nói rằng, tất cả những phiền não và ác nghiệp của tôi từ vô thủy đến nay, đều nhờ đức của cơn bệnh nhẹ này mà tiêu trừ hết. Vì vậy, tôi rất mừng. Nói về sư Giới Hiền, một vị tăng tài đức nổi danh, lúc tuổi già bị bệnh nặng và bị hành hạ đau đớn đến muốn tự tử. Sau đó, ngài mơ thấy 3 vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, cùng khuyên bảo ngài, nói rằng, con trước kia từng là một vị quốc vương, gây nhiều khốn khổ cho chúng sanh, cho nên, nay phải chịu quả báo này, nhờ phúc tu, nên những tội thay vì phải chịu phạt ở địa ngục, được chuyển thành cơn bệnh đau này. Con ráng chịu đựng 3 năm nữa, sẽ có sư Huyền Trang đi thỉnh kinh đến đây thọ học với con. Con hãy thành tâm sám hối, kiên nhẫn chịu đựng đau khổ, và tinh tấn xiển dương kinh luận, thì nghiệp chướng của con sẽ tự nhiên được tiêu trừ. Còn Hòa Thượng Hư Vân, thọ đến 120 tuổi. Cuộc đời của ngài trải qua 10 nạn, 48 biến cố. Thậm chí, khi ngài đã 112 tuổi, còn bị đệ tử bán đứng, bị cướp và bị quân binh Trung Quốc tra tấn rất dã man. Ngài chết đi sống lại nhiều lần sau khi bị đánh đập bằng chùy sắt đến chảy máu và xương gân đều gãy đứt. Đại sư Hám Sơn, Tử Bá, người đã để lại dục thân bất hoại, đã phải thọ nhận sự tra tấn tàn bạo và chết vì cục bú trên lưng. Hòa Thượng Quảng Khâm, một vị cao tăng cũng bị bệnh và viên tịch vào năm 1986. Vị tăng sĩ tại chùa của ngài đã từng kể rằng, Hòa Thượng nói, ngài sẽ thì hiện bị bệnh lúc mất. Có người nêu thắc mắc với Hòa Thượng Quảng Khâm rằng, người đã chứng đắc rất cao trong việc tu hành, nhưng lại chết vì bệnh tật hoặc tai nạn. Vậy có phải là định nghiệp của người đó khó thể chuyển đổi? Hòa Thượng Quảng Khâm đã từ tốn trả lời rằng, quý vị có thể nói định nghiệp của họ khó chuyển đổi, nhưng hãy hiểu rằng, người đó đang trả nghiệp, hoặc chuyển trả báo nặng thành nhẹ. Chỉ những người có tu hành mới gặp nhiều khổ nạn, trắc trở. Đúng ra, đây chính là công đức tu hành của bản thân họ, đã giúp họ trả nghiệp nhanh, giải quyết mọi tội báo trong một lần, ngay trong một đời này.